Chào tất cả các bác nhá. Chào mừng các bác đã trở lại với kênh YouTube bên em. Thì ngày hôm nay em giới thiệu đến tất cả các bác một set loa ở đây thì các bác có thể nhìn thấy không? Rất là gọn gàng và phải nói là nhìn trông rất là bắt mắt cũng như là phù hợp cho các bác có thể kê kích tất cả các không gian cực kỳ tùy biến các bác nhá. Thì đầu tiên em xin được giới thiệu đến tất cả các bác là một dòng loa Bát 40 Array, một hàng chuyên sự kiện ngoài trời. Em này thì công suất nó rơi vào khoảng 550W một chiếc các bác nhá. Sử dụng tất cả đồng bộ full từ neo, bát neo, tép neo, đấy, tất cả đều là hàng nhập khẩu. Đấy, tất cả đều là hàng nhập khẩu. Và dưới em nó là một cặp súp, một cặp súp đơn. Đây, hiện tại đây là hai chiếc và một cặp súp đơn. Ở đây em đang sử dụng là 4 chiếc súp đơn. Thì như các bác cũng biết ý, thì với các cái dòng súp mà để chúng ta thể hiện hay là muốn kết hợp ý, thì chúng ta còn thường thường là chúng ta sẽ kết hợp tiếng súp được nhiều hơn. Đấy, tiếng súp thường thường là nó là đánh cái khoảng tần số thấp. Đấy, là cái khoảng tần số mà giúp mà chúng ta có gọi là có cái emotion, cái cảm xúc đấy các bác. Đây là tiếng súp mà các bác thường hay nghe, tiếng tức ngực này, nghe đầy và ấm hơn thì đó chính là thể hiện ở các giải tần số thấp, chính là các cái tiếng súp này đấy các bác ơi. Thì với các chiếc súp kép thì các bác cũng biết là thì nó sẽ là liền một khối. Thì để mà setup kết hợp cái tiếng súp thì khi chúng ta tách rời ra làm các cái súp đơn thì chúng ta sẽ đa năng và sẽ thể hiện được nhiều cách phối ghép và lái được tiếng súp theo ý chúng ta hơn. Đấy, chẳng hạn như là như các bác cũng biết là chúng ta có thể setup súp theo kiểu các DOI này, Enfi này. Đấy, trong các DOI thì có Enfi nữa. Đó là rất là nhiều cách setup nhưng mà bắt buộc chúng ta phải rời ra. Còn như chẳng hạn như súp kép thì chúng ta nó là liền một khối thì chúng ta lại nó lại sự cộng hưởng trong vỏ thùng nó có sẵn thế rồi. Đấy, chúng ta chỉ có là làm sao để nó vào không gian nó để thể hiện được cái tuyệt vời nhất. Thì khi chúng ta ghép những chiếc súp đơn này, đấy, ghép những chiếc súp đơn này thì chúng ta sẽ có được cái sự phối ghép nó được đồng đều hơn. Đấy, đồng đều hơn trong cái khoảng sân khấu. Đấy, đôi khi nhiều lúc không biết là các bác như nào, như em đi làm thực tế này, chẳng hạn đi làm thực tế riêng 4 em súp đơn ở đây, có nhiều lúc thì khi mà mở chiếc súp này lên, đấy, thì nó sẽ bị triệt tiêu bất cái khoảng súp ở đây. Đó, nhưng khi chúng ta tắt đi, chúng ta không mở chiếc này nữa, chúng ta chỉ mở 3 chiếc thôi thì tiếng súp lại rất đầy ấm và đánh đi rất là xa. Đấy, có rất nhiều không gian các bác nhá, rất nhiều không gian nên là em bị gặp rồi, gặp bờ tường hay này nọ, gặp rất là nhiều rồi. Và đây, hôm nay thì em xin được giới thiệu đến các bác một set loa này. Chưa đến 50 triệu đâu các bác nhá, chưa đến 50 triệu các bác đã sở hữu luôn set loa này. Set loa này bao gồm 4 chiếc súp đơn từ 280 quân 125, một dòng bát phải nói dòng bát nhập khẩu của nhà hãng BV Dub. Tiếng rất là hay, giải đánh rất là sâu và rộng, cực kỳ dễ phối ghép với các cái dòng form vỏ thùng. Đấy, đã được rất nhiều bác tin tưởng và phản hồi rất là tốt với về bên em. Và bên em cũng đã bán cho các bác rất nhiều về để các bác nâng cấp này. Các bác các cái chiếc bát cũ của các súp của các bác cũ. Đấy, các bác nâng cấp lên và các bác phản hồi rất là tốt. Và bây giờ thì em không để các bác chờ lâu nữa. Em mời các bác cùng thưởng thức và trải nghiệm chất âm cái set combo loa này với em nhé. Set combo loa này em xin được thông báo luôn với tất cả các bác là 48 triệu các bác nhá. 48 triệu các bác đã sở hữu set combo loa này. Đó. Và bây giờ mời các bác cùng xem qua cái tủ máy, tủ kỹ thuật ở đây các bác nhá. Tủ kỹ thuật ở đây thì em sử dụng một em bàn gọi là nhạc trưởng, em bàn Akli có mã model là MX16 Pro V2, một phiên bản gọi là em thường hay nói phiên bản bàn này là phiên bản bàn quốc dân với giá cả vô cùng hợp lý. Đấy, hàng thì hàng chính hãng các bác nhá. Bác nào bảo là không phải hàng chính hãng thì cứ gọi điện đến cho em. Đấy, em đền gấp 10 lần tiền cho các bác yên tâm. Dụ uy tín và các cái hậu mãi và các cái cam kết bên em. Thì kế đến là tủ máy thì các bác có thể nhìn thấy đây. Em sử dụng đồng bộ của nhà hãng DB Acoustic. Thì đầu tiên là một em mic K6000, một dòng micro gọi là chuyên về KTV cũng như là các sự kiện. Thì được rất nhiều các bác tin tưởng đã sử dụng em nó và phản hồi thì phải nói là rất là tốt, kể chất âm lẫn độ bền các bác nhé. Và một em crossover thuộc dạng là đời, gọi là gần như là đỉnh của chóp của DB Acoustic rồi. Đấy, em này thì tính năng rất là mạnh mẽ, xử lý in-out với 4 in và 8 out. Đấy, phải nói xử lý rất là mạnh luôn.
Đó. Và một em đây, em vừa mới lên sóng các bác đây. Một em khan hàng, mới cháy hàng, vừa về cập bến của nhà DB. Thì hiện tại bên em đang sử dụng nó. Hiện tại thì với em T4.20 này thì là thực sự các bác nhé là cân tốt 8 chiếc loa ở đây kia. Nhưng ở đây em đang sử dụng có hai kênh thôi để đánh hai kênh thôi để đánh 4 chiếc kia. Đấy, công suất dư thoải mái, các bác có thể làm thêm cặp monitor này. Đấy, làm thêm một cặp array nữa, xếp chồng ba lên thì quá tuyệt vời luôn. Đấy, độ phủ đảm bảo. Ok các bác, phủ dạp khoảng tầm 60 mét vô tư nhá. Đấy, em kia thì em đã thử rồi. Đã có clip thử rồi, các bác có thể là xem lại hoặc có một dịp nào đó em sẽ làm một cái clip để cho các bác cảm nhận được cái độ thử ở đây. Rất nhiều các bác đã đến, các bác khách hàng đã đến trải nghiệm và thực tế cái sản phẩm em này rồi. Đấy, chỉ còn chờ thời gian là đủ tiền là cưới em nó về thôi. Đấy, có hiện tại đã có bác đặt 5 cặp rồi. Đấy, và cái đến một em dòng đẩy size 3U chuyên sắp các bác nhé. Em này thì damping factor là 900 đến 1000. Thì cho với em KD 2000 Plus ở đây là một dòng chuyên đánh sắp các bác nhé. Nói chung là đánh sắp thì gọi là hết nước chấm luôn. Đấy, em đang sử dụng em KD 2000 ở đây và đánh hai cặp súp đơn 50 từ 280 cùng 125 ở kia. Rồi, các bác đợi em xíu nhá. Em các bạn kỹ thuật đang cân phây đã cho tiếng đồng đều sẽ gửi đến tất cả các bác đến chất âm. Ok, và bây giờ em mời tất cả các bác cùng thưởng thức tiếng súp và cái chất uy lực bạo lực của bộ dàn này mang lại các bác nhá. Phải nói cái set loa này phải nói là em nghe em rất là kết tiếng bát luôn. Đầy, tròn và căng, rất là hợp lý luôn. Mời các bác cùng nghe thử một cái bản nhạc em hay test tiếng bát nhé. Với bản này thì cái tiếng bát rất là sâu và có những cái giải nhạc cụ có gọi là kiểu có nhạc cụ các bác. Các bác có thể nghe đến cái tiếng chích chích chắc chắc đó là để em nghe cho quen tai và muốn nghe những cái giải đấy. Bác thấy không ạ? Đây là có 4 chiếc thôi mà vẫn rất là xa thôi. Đấy, thời tiết vừa mưa xong em phải lôi vào đấy. We'll be right back.
Power Mix activated. Đơn này để đây, em đứng tầm gần này phải là tức ngực luôn các bạn, tức ngực luôn. Ước gì mà các bác có thể ở đây mà trải nghiệm được cái tiếng súp và độ uy lực của cái set combo loa này mang lại nhá. Ok, và bây giờ thì để cho một ca khúc nhẹ nhàng xin được phép là gửi đến các bác nhá, cho nó dịu lắng cái tai và đỡ tức ngực cái. Có người con gái xuân vời vời.
chung màu tím. Chiều chiều lên những đôi hoa xinh, đứng nhìn sương tím hoang biên biên, nhớ chồng chim chiến biển xa xa. Ôi lấy chồng chiến binh, lấy chồng tôi chiến chinh, mấy người đi trở lại, sợ vì mình đi mãi, sợ vì mình không được thì thương người vợ bé bỏng chiều quê. Nhưng không chết người trai con đường, mà chết người em nhỏ hậu phương, mà chết người em gái tôi thương. Đời tôi là chiến binh rừng núi, thương ngày qua những đôi hoa xinh, thấy cảnh xin chín thương vô bờ. Tiếng người em gái không còn nữa, tại sao nàng vẫn yêu màu tím, màu buồn tan tác phải không em? Để chiều xin tim hoang biệt biệt, để mình tôi khóc chuyện hoa. Ok, vừa rồi em đã giới thiệu đến tất cả các bác nhé một set loa sự kiện ở đây, bao gồm 4 chiếc súp đơn 50 và 4 chiếc loa Hurray bát 40, tất cả full sử dụng full hàng bát tép nhập khẩu. Đấy, mà chi tiết các bác muốn đặt hàng cũng như là tư vấn thêm về sản phẩm, hãy điện nghe số hotline 0938 132 388. Số hotline của em Dũng sẽ tư vấn cụ thể cho các bác đến từng chi tiết, từng cấu hình làm sao cho phù hợp nhất các cái sản phẩm từ loa sự kiện, các bộ gia đình, âm thanh KTV chuyên nghiệp nữa, hay là tất cả các cái sản phẩm bát tép rời các bác nhé. Đấy, xin chào các bác và hẹn gặp lại các bác trong các clip tiếp theo.